Mỗi người chúng ta đến với mỗi môn thể thao đều có một lý do và một cái đam mê. Có người vì áp lực, có người vì tiền, có người vì thành tích, có người vì đam mê. Với mình, không phải vì tiền, không vì thành tích, và chỉ vì mình thích với cái đam mê này và những bước chạy của mình, lắng nghe âm nhạc, thiên nhiên. Và đó là điều tuyệt vời mà mình mong muốn được với mọi người, mọi khác. Mình cũng mong mọi người sẽ tiếp nhận những góc nhìn của mình với môn thể thao chạy đường dài, yêu trail và yêu chạy bộ, giúp mọi người khỏe hơn, vui hơn, nhìn ngắm thiên nhiên tươi đẹp hơn những cung du lịch bình thường hoặc là mọi người đi ngắm cảnh. Được vậy là vui rồi. Và nếu mọi người trân trọng những nội dung mình làm thì nhớ ủng hộ mình qua tài khoản Momo 0902473772. Và tuyệt vời hơn nữa, mọi người có thể đăng ký các thành viên để cùng mình đồng hành và hưởng những quyền lợi đặc biệt trên những chặng đường tiếp theo nha. Giải này có khả năng là sẽ có mưa, thì mình muốn hỏi Nhơ là nếu mà khi mưa thì mình chọn giải pháp là mình mặc áo mưa và mình hạ tốc độ lại, hay là mình mưa nhẹ nhẹ thì mình cứ giữ tốc độ đó là mình dầm mưa không? Chiến đấu ngày mai để vượt qua cái hội chứng lưu sinh chạy bộ thì sao đen nét đi, chắc chắn mọi người sẽ phải dàn nét một giải nữa để mình bước chinh phục. Vì chinh phục mỗi giải thì nó sẽ rất là khó khăn, nhưng mà cũng mọi người bị lưu quá sâu thì khó kéo lên lắm. Hãy tiếp tục cùng mình theo dõi clip tiếp theo để xem thú vị là gì nha. Clip này sẽ thay đá với clip mà Đà Lạt anh đeo, tại vì nó xài lại cái nước tương đương như vậy. Cái điểm đầu tôi nhưng Đà Lạt luôn là một mình đặc biệt cho chạy keo. Theo dõi clip nha. Mình vừa mua thêm mớ đồ đây, một cái bình 500ml, một cái đai để đựng đồ, và mua thêm gel nữa, nhỏ nữa. Gel này là mình đã mua 7 bịch rồi, và giờ mua thêm bịch này nữa nó chưa đủ đi áp mã khuyến mãi 100k của bên shop thế giới chạy. Đợt này mình sẽ khởi nghiệm là mình sẽ thay đổi cái túi rồi xài đai, thì mình sẽ xài cái đai này. Tiễn ơi, update thêm túi nước mới 1.5 lít Audi 1.8 giờ còn 162k rồi. Thì gói trứng cá hộp đây là sẽ là mình sẽ ăn trước khi chạy, ăn đâu đó tầm 2 giờ mấy. Đà Lạt hôm nay tuy mưa nhưng mà trời rất là đẹp. Mình đi ăn tối, ăn tối một bữa cho thật là ngon no ít cáp, và sau đó sẽ về ngủ sớm. 1 giờ mấy phải dậy rồi, 2 giờ ăn uống chuẩn bị ra đây khởi động, 3 giờ xuất phát. Một lít rưỡi thôi, và mình sẽ chỉ chứa 1 lít thôi, mình sẽ giảm tải lên một tí, mình không dùng túi 2 ngăn nữa.
Ngược lại thì mình sẽ mua thêm một cái bình nhỏ nửa lít. Bình này mình sẽ dùng để chiết nhân ở các CP để tránh rời đàn. Mình không pha sẵn trong túi nữa, mình sẽ chia điện giải ra, hỗ trợ thêm pha thì cần đi trên giữa đây nữa. Và mình đã mua một cái túi bụng đeo bụng như thế này, không đeo cái túi túi nhỏ nhỏ kia nữa. Cái túi này sẽ đựng được nhiều thứ hơn. Cứ mua như cũ. Yeah. Đây là túi đầu mình sẽ gửi ở CP ở lúc 13 giờ, 1 giờ trưa đó. CP này mình sẽ gửi một cái áo mưa dự phòng nè, pin sạc dự phòng nè, một số đồ ăn nè, gel nè, đồ dán dán lạnh nếu mà cơ đau. Rồi. Còn lại thì đây này mình sẽ đi gọn. Còn nhất có thể để cho mình sẽ muốn đạt một tốc độ và một cái thành tích không có quá rời rạc, mục tiêu không đê nếp. Đây mình đang nghỉ gói, cái mặt của ban tổ chức của giải chia. Đây là cái gói mình treo cho đây. Mình đã gửi đồ xong ở kia 75 cho CP5. Giờ lấy thêm nước. Giờ thì hòa dập xuất phát thôi. Kiểm tra lại thật kỹ tất cả những vật dụng cần thiết cho chặng đường của mình, và lưu ý rằng là phân bố kỹ thuật thực sự hợp lý cho hành trình 75 km của mình các chị nhé. 3, 2, 1, let's go. Chín mươi sương mù, tôi rút dùng gậy. Bước chậm, bước nhỏ, nhiều bước.
xếp 1, xếp 1 kia mất xếp 10 là 4 giờ 29 phút, cách 85 giờ mình giữ 30 phút. Phút. Mình ở chụp anh 1 phút thôi. Mình chỉ phim mỗi điện giải. Nước mình vẫn còn. Giờ mình sẽ dùng cái đĩa đầu tiên. Kế hoạch dinh dưỡng của mình là 10 km một bít, một túi gel để giữ thể lực. Tiêu tiếp theo là tới CB2 trước 6:50 ở km đầu đó 18 với độ cao tương đương như CB1 đang ở. Km 11:40 xuống dốc bao nhiêu thì mình sẽ cố gắng chạy thấp trọng tâm, hạn chế đi bộ, chỉ đi bộ khi nào nhịp tim quá cao. Số 13 bây giờ là 4:55. Sáu phút km 14, nhịp tim 160. Tiếp tục thôi. Sắp bình minh rồi. Thật là ma mị, trăng khuyết. Trăng khuyết ngay trên góc ông mặt trời. Đẹp chưa? Đi từ bên kia dầm xuống đây.
qua đây lên đây. Thở ra khói. Giờ đang là đầu tháng 11 à, thì Đạt đang giải quyết đang ngã ra đẹp chưa. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Gặp fan dữ. Tới rồi. Km 740, cấp thành là 6:50, bây giờ là 5:45. Thế là mình dư 1:05, yeah, 1:05 thi điện giải, ăn một ít đồ ăn rồi muốn liền. Qua thảm chiếc lúc 45:50, có 2 phút rồi. Không có ai đứng luôn. Ủa em chào chị. Mở thân lên rồi. Trước bàn có mì, chuối, nước điện giải. Em coi được có mì đi. 4, 2, 4, 6. Dạ. Em chưa thấy là nó đi liền. Cháu cháu cũng qua cả. Cháu 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 qua. Tôi bây giờ. Ông đi. Sáng em ăn gì cơ? Sáng ăn gì vậy? Đi bụng đi nổi. Em còn khỏe thế này, chắc ổng còn khỏe hết. Rồi, đi tiếp thôi. Thôi mình, để mà sẽ bù một mọc cái chú. Cố lên. Vô. Năm giờ 47 phút. Vì lỗi CB2. Kịp kết thúc thăm. Kịp kết thúc thăm ở 6:50. Mình đến lúc 5:45. Mình ghé chết bon khoảng 2 phút. Đạt chỉ tiêu. Không ghé quá 3 phút. Đó là một kinh nghiệm cần thiết mình rút ra, tranh thủ như thời gian. Bởi vì mình đã ăn khuya,
chuẩn bị một chuyến rực nạp cáp nhiều, nên chỗ này có 10 gói mình sẽ không nạp nữa, phải tranh thủ như vậy nha. Cố lên ăn nó với chuối, chạy tiếp thôi. Mục tiêu tiếp theo là CB3. Lúc 9 giờ ở km đâu đó khoảng 27, độ cao thấp hơn độ cao hiện tại. Tuy nhiên để qua đó thì mình sẽ phải lên một con dốc, lên đâu đó khoảng 200m, chưa tới 200m, uphill, và sau đó sẽ downhill khoảng 300m. Cố lên. Trên đây là những cuộc đua, đua cut up time. Đây, những con dốc phía sau CB2. Chiến thuật bây giờ là gì? Lượng sức, giảm nhịp lại một tí, đừng để bị đụng tường sớm quá. Chúng ta vẫn còn một con đường dài phía trước. Bây giờ đang là km 17 thì chúng ta còn khoảng 50 mấy km nữa. Mát và đẹp. Km 18 30. Lúc 6 giờ 4 phút thì là tới km 26, 27, trước 9 giờ. Km số 20, 6 giờ 26 phút, sử dụng một giờ thứ hai cho những km từ 20 tới 30. Ăn nhiều xong mình sẽ dùng nước để tráng sơ. Mình sẽ đi bộ rồi hết khoảng 30 giây nữa sẽ bắt đầu downhill. Downhill thì mình phải bù lại tốc độ lúc mà mình ở uphill, tức là phải chạy đấy, thấp người khom chân. Downhill km 20, 20.7. Nắng lên xinh xinh rất là đẹp.
km 23.5, 7 giờ tới km 27 thì còn 3,5 km nữa, mục tiêu là tới trước 9 giờ 7 giờ tới 9 giờ còn 2 tiếng mà mình đi trụ lại tới đó mình đi khoảng 45 phút nữa. Nên nó sẽ lên một con dốc nhỏ, sau đó là bằng bằng hay thôi đường đan. Cà phê đang chín rất đẹp, ngồi đi lăn lỏi tối bên kia. Cà phê đang chín nè. Hiếm khi được đi xuyên để cà phê đẹp như thế này mà đang chín nữa. Tuyệt vời. Vì đây phải tập ăn. Không muốn ăn cũng phải gán ăn thôi. Hơi khô thì ăn ruộng nước luôn. Sáu tới bảy bốn mình CB 3 kia rồi, cấp thành 9 giờ giờ đó 7:47 một tiếng 17 phút nữa. CB này mình sẽ phiêu lại nước lấy thêm đường dài và chuẩn bị leo lên đỉnh, ốc hiệu rất là cao. Km 27.4 tiếng gì CB4 CB4 thì không có cut off time, nhưng mà CB sau thì đó là có cut off time được 1 giờ. Chia ra CB4 thì cực hơn. Từ đây qua C4 sẽ là một đoạn đường cam go, vì sẽ uphill tới khoảng 400m, với độ dài là khoảng 8km. Còn từ CB4 qua CB5 cấp tha 1 giờ thì downhill là chính. Bịt gear tiếp theo ở km 31.50, lấy sức leo uphill, lấy sức lên 200m nữa. CB4 trên đỉnh nhà kinh mệt 34. Một mì đi. Sao rồi, chém một mì ạ.
Đây. Mà chùa lúc anh có muối không thì uống. Đây, đây chừng nào? Cho miếng nè. Em còn có miếng à. Chừng nào? Cho. Cho miếng sáng giờ cấp cứu hết mấy người. Đây là toàn cảnh CP4 ở km 34. Giờ mình sẽ tiếp tục đi. Yeah. Từ C4 qua CP5 khoảng 10 cây rưỡi, chủ yếu là downhill, một đoạn uphill nhỏ. Nhưng 10 cây rưỡi này khi mà đồ ăn nó chưa có thấm vô thì cũng mệt đấy. Cố lên. Mười giờ 08 phút 34,57 tiến về CP5. Cái đó thăm 1 giờ. Yeah. Mình ở km 39, 60. Còn chút xíu nữa tới 40. Mình rất tức là mình đã qua được cái đỉnh. Yeah. Giờ đi một đoạn nữa là sẽ tới CP tiếp theo. 1 giờ. Cố lên. Đủ thời gian. Nhưng mà vấn đề là bây giờ chân cũng hơi đau. Phải chia sức ra. Không bị đua cót mà chạy bất chấp. Nhưng mà xuống dốc thì vẫn phải chạy. Kia rồi. CP 5 cái tầm 13 giờ. Bây giờ là 12 giờ 14. Tới đó chắc cần 2 phút nữa. Còn số 5 km 45. Khi toàn ha. Ông bác cả nhà ông đi á. Dạ. Ủa, tôi gọi mình lấy cho mình biết đâu ạ. Thế bên này mình cái chuối với cái này ha. Dạ, có chuối thôi, cái này từ hồ từ em. À. Còn gì nữa không ta? Dạ. Ủa, từ bữa nào bỏ CB này có cháo gì mà. Cháo thịt heo nhưng mà hết luôn rồi. Trời.
Mình đang ở CP5. Giờ là 12:25. CP5 thì mọi người chờ tới đây để ăn chào. Tin buồn, lại hết rồi. Thế là chỉ có chuối. Giờ mồi bánh trái đầu ra ăn ghê rồi nè, đi thật. Mặn đường cháo rồi mẹ. Mà tính toán làm sao mà tiếp hoài. Đường đi ta xuyên một cái farm. Farm rất chiêu. Nhưng mà đang lên dốc cho nên rất mệt. Đang xuống dốc ở km 51.3. Nắng quá nắng. Đang tiến tới checkpoint số 6. Checkpoint số 6 ở km 55. Km 5265. Đi trong bụi rậm quá trời luôn. Chuẩn bị leo đội radar ở đây làm vàng. Tới CP6 rồi. CP này là sẽ leo dốc mệt nghỉ. Xem CP này có gì. Thấy có lửa, có khói, có cháo và mì. CP này mì. Sức leo trái một mì luôn. Giờ anh muốn vàng em ơi, nhưng mà mình giải quyết chuyện này chết con tay gì có CB mà không có đường xe được luôn kỳ vậy. Hai nha. Đấy rồi đây, cái này 58. Rồi ra đây. Bây giờ giang này rồi ra nhưng trời nhìn xuống này đẹp chưa, nhìn lên phát ớn ha. Có con dốc ở ra đây tiếp tục lên nữa. Cố lên. Mình vừa đi qua cái rút quen thuộc của Dalut và giờ mình đang đào hiu để xuống chiếc con tiếp theo cái nó tạm 8 giờ. Đào hiu liên tục. Các bạn còn 3 km nữa tới CB Cut Off Farm. Hay là được xếp cho hai lên đỉnh Lang Biang. Mình đang đi dọc lên đây. Km 60 rồi. 16:47. Đó, xe jeep của mọi người lên Lang Biang về đây. Không ngờ là sao km 60. Đằng trước đổi rút cho leo lên nữa. Tưởng là đau hiu không, trên như trên map thấy đau hiu. Đi đường vừa dạng cho leo thấy bà luôn.
Cuối cùng tới siêu rồi. Cái lúc thay 18 giờ, bây giờ là 17 giờ 24 phút. Sớm được 35 phút. Yeah. Chân cháo đầu tiên trong ngày SCB7 km 62-60. Rồi CB7 lúc 17 giờ 39 phút, km 62-64. Hai CB nhỏ nó chỉ đích thôi. Chào quá tiếng 6-7-4 km khoảng gần cây nữa tới cái CB8. Rồi đi một cái đồi nhỏ tới CB9 là gì đó. Ai cũng mệt cả. Tới cái CB8 rồi. Chết bon số 9. Chết bon cuối cùng. Cái này nó ghê nè. Cái này nè. Chờ nó từ sáng đến giờ đó. Sao không? CB này mình còn gì? Dạ con chuối là nước. Thôi chịu. Tưởng có dưa hấu. Nguyên cái này không thấy miếng dưa hấu luôn. Về tới khu du lịch rồi. Yeah. Giờ 100m nữa. Về đích rồi. Chúng ta chuẩn bị cho mọi người về đến nhà. Xin lỗi không phải là Hồ Trường Giang không ạ? Vậy là mình đã hoàn thành xong clip 75 lần đầu tiên. Tới đây thì clip quá dài rồi ha. Cũng quá mệt rồi. Bye bye, hẹn đến tiếp theo. Đừng quên nhấn subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Hoặc là đăng ký member để xem những quyền lợi đặc biệt riêng của member nha. Bye.
Và đó là tất cả những gì mình quay được clip Lâm Đồng Trail 2023. Từ clip này trở đi, mình sẽ mở kênh Donate qua Momo và Vietcombank, cũng như là mình sẽ mở member thành viên. Mọi người trân trọng những nội dung mà mình làm ra, mọi người thấy vui với những clip và những hình ảnh mình làm, cùng mình theo dõi với những hành trình tiếp theo. Mọi người có thể ủng hộ mình qua hai kênh dưới đây và member của YouTube nha. Và một điều mới nữa, từ clip này mình sẽ mở chuyên mục quà tặng cho những bạn đã ủng hộ mình qua các hình thức như là Momo, Vietcombank và member, với hình thức là random bên app nha. Và thể thức mình sẽ để bên dưới phần chi tiết. Và đây là hai phần quà đầu tiên mình tặng cho mọi người. Mọi người cứ donate xong và mình comment bên dưới bài chi tiết, mình sẽ quay số random nha. Quà đầu tiên đó là một cái ba lô. Đây là chiếc ba lô nhỏ mini của giải Lâm Đồng Trail, cho những ai thích sự tiện dụng nhỏ nhỏ mini. Ba lô này thì nó nhỏ thôi, tầm 3 lít, 5 lít gì đó thôi à. Một ngăn kéo chứa đồ bên hông và một ngăn kéo chính. Đây, ngăn kéo chính đây, để mọi người có thể chứa đồ đi nhỏ gọn trong ngày gần gần. Và những ai muốn có một chiếc ba lô của giải để làm kỷ niệm, nếu mọi người không tham gia giải, mọi người làm mất chẳng hạn, hình thức giveaway. Chiếc ba lô thứ hai cũng là một chiếc ba lô tương tự, nhưng mà nó là của giải Đà Lạt Ultra Trail. Và giải này mình đã làm clip trước đây và mình cũng giveaway lại luôn. Tại vì những chiếc ba lô này thật ra thì mình có nhiều, mình cũng không thể nào mà mình dùng hết. Trong khi đó sẽ có rất nhiều bạn cũng sẽ thích cái này. Và một phần quà thứ ba cho những người may mắn tiếp theo nữa, đây là chiếc dây đeo bit cho các giải chạy. Đây là chiếc dây của VNMX Việt Nam Next Marathon Series, cho những ai may mắn thứ ba. Thể thức bên dưới clip nha.